Hello, chào các em thân mến. Ngày hôm nay chúng ta cùng học Unit 1 Feelings. Và đây là nội dung của bài ngày hôm nay. Cô mời các em chúng ta cùng vào bài nào. Trong phần A, các em cùng nhau nghe, chỉ vào bức tranh và lặp lại cho cô nhé. Quan sát bức tranh và cho cô biết cô bé này đang thế nào. À, cô ấy đang rất là vui, đúng chưa nào? Vui vẻ, chúng ta sẽ đọc là Happy. Happy. Còn đây, cậu bé đang buồn đúng chưa nào? Vẻ mặt buồn, sắp khóc. Chúng ta sẽ nói là Sad. Sad. Còn cậu bé này ok, tốt đúng chưa nào? Fine. Okay. Fine. Okay. Còn đây nữa, cậu bé giơ hai tay lên và cảm giác thật là tuyệt vời. Chúng ta cùng đọc nhé. Great. Great. Now listen and repeat. Cô mời các em chúng ta cùng lặp lại một lần nữa nhé. 1. Happy. 2. Sad. 3. Fine. Okay. 4. Great. Trong phần B, cô mời các em cùng nghe và chỉ vào bức tranh. Chúng ta cùng hỏi mẫu câu. Bạn khỏe không? How are you? I'm great. Mình tuyệt vời. Nào, các em cùng nhau nghe và lặp lại theo cô nhé. B. Listen and point. 1. Hello, Bill. Hi, Kim. How are you? I'm great. 2. How are you, Kim? I'm okay. 3. How are you, Lola? I'm sad. Oh no! Như vậy, trong bốn từ này để diễn tả cảm xúc của các em như thế nào, chúng ta sẽ hỏi mẫu câu là How are you? Và theo mức độ từ trên xuống dưới chúng ta có tuyệt vời là I'm great. Tiếp theo chúng ta có I'm happy, mình vui. I'm fine. I'm okay, mình khỏe. I'm sad, mình buồn. Trong phần C, các em cùng nhau hát cho cô nhé. How are you? How are you? I'm happy. I'm happy. How are you? How are you? I'm sad. I'm sad. How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. How are you? How are you? I'm great. I'm great. Trong phần D, các em cùng nhau chỉ hỏi và trả lời cho cô nào. Cô sẽ hỏi mẫu câu How are you? Em như thế nào? Em có khỏe không? Các em nhìn vào bức tranh và trả lời cho cô nhé. 1. How are you? I'm fine. 2. How are you? I'm great. 3. How are you? I'm happy. 4. How are you? I'm sad. Tiếp theo, chúng ta cùng sang Lesson 2, bài 2. Các em cùng nhau làm quen chữ cái N và O nhé. Và từ ngày hôm nay chúng ta học nội dung như sau. Cô mời các em chúng ta cùng vào bài. Đầu tiên, cô mời các em, chúng ta hãy cùng nhau hát bài hát. Các em cùng nghe và hát theo nhé. The alphabet song, the alphabet song. Let's sing the alphabet song. A, B, let's sing the alphabet song. A, B, C. A, B, C. D, E, F. D, E, F. G, H, I. G, H, I.
H-I J-K-L J-K-L M-N-O M-N-O. Các em thân mến, như vậy chữ N, đây là chữ N các em nhé. Chúng ta đọc là N. Và đây là letter O. Nào repeat, các em cùng lặp lại theo cô nào. N O N O. Good job. Trace. Letter N makes the sound N. Listen and repeat. N N N. Như vậy trong tiếng Anh chữ này chúng ta đọc là N N và âm của nó là N N. Trong phần B các em cùng nhau nghe và lặp lại, sau đó viết cho cô nhé. N N. Nut N N. Nose. Tiếp theo, chúng ta cùng làm quen với letter O, chữ O. Cô mời các em chúng ta cùng nghe và lặp lại. Letter O makes the sound O. Listen and repeat. O. 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 Như vậy là chữ này trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là O. Letter O và âm của nó là O. O. Trong phần F, các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại, sau đó viết cho cô nhé. Chúng ta có con bạch tuộc và quả cam. Listen and repeat. Right. O. O. Octopus. O. O. Orange. Như vậy, bạch tuộc trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là octopus. 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 Quả cam. Orange. Orange. Tiếp theo, chúng ta cùng sang lesson 3, bài số 3 các em nhé. Và đây là nội dung của bài. Cô mời các em chúng ta cùng vào bài nào. Listen and point. Repeat. Trong phần A, các em sẽ cùng nhau nghe, chỉ vào và lặp lại. Các em quan sát bức tranh và cho cô biết cô bé đang như thế nào. À, cô bé đang sợ hãi đúng chưa nào? Sợ hãi chúng ta sẽ đọc là scared. Scared. Còn đây là vẻ mặt buồn chán các em nhé. Cô mời các em cùng lặp lại. Bored. Bored. Tiếp theo, chúng ta thấy một cô bé đang ăn ngấu nghiến. À, cô ấy đang rất đói bụng đúng chưa nào? Đói bụng chúng ta sẽ đọc là hungry. Hungry. Còn đây là hình ảnh cô bé đang uống nước. Như vậy khi các em khát nước chúng ta sẽ đọc là thirsty. Thirsty. Listen and repeat. Cô mời các em cùng lặp lại một lần nữa nhé. 1. Scared. 2. Bored. 3. Hungry. 4. Thirsty. B. 1. Listen and point. Trong phần B, các em cùng nhau nghe và chỉ vào cho cô nào. Lungs bored. 2. Knees thirsty. 3. Feet scared. 4. Trunks hungry. B. 2. Listen and repeat. B. Số 2. Nghe và lặp lại. Min's thirsty. Như vậy chúng ta sẽ đọc là min's. Các em nhớ gì ra nhé? Min's. T
thirsty là mình khát nước. Trong phần D, cô mời các em chúng ta cùng nghe một câu chuyện. D. 1. Listen and read. Hello, what's your name? My name's Lynn. Nice to meet you. What's your name? Nice to meet you too. My name's Vin. What's your name? My name's Bobby. Nice to meet you, Lynn. Như vậy, để hỏi tên của bạn, chúng ta sẽ dùng mẫu câu What's your name? What's your name? Tên của bạn là gì? My name's cộng với tên. My name's Lynn. Tên của mình là Lynn.